Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hiện tại Hải đang có mặt tại phố đi bộ Hùng Vương Huệ. Thì hôm nay thì mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo đêm cùng với Hải tại khu vực này. Thì hiện tại thì Hải đang có mặt tại con đường Ngô Đức Kế, một con đường mà Hải theo Hải thấy là rất đẹp tại trung tâm Sài Gòn, cũng như là nhộn nhịp với mọi người, rất là nhiều cửa hàng ăn uống rồi spa làm đẹp. Rồi đây mọi người thấy không, cái cửa hàng lớn cũng tại khu vực này rất là đông này. Đường xá khu vực này là Hải thấy tương đối là phải đẹp nhất tại những cái con đường mà mình đang đi. Bên này có một cái tùm rất là đẹp này, bên này có kiểu lâu đài cực kỳ đẹp tại phía bên đường này. Tiện đây thì mình cũng đi qua một xíu tượng đài Đức Thánh Trần nhá, nhưng mà không biết là sẽ có đi không. Hải sẽ cố gắng qua bên đấy quay cho mọi người xem tại khu vực tượng đài Đức Thánh Trần một xíu. Góc này rất là đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn mọi người, nhìn sang trọng như châu Âu vậy á. Đứng góc này qua cho mọi người xem một xíu này. Đồng thời mọi người nhìn về đêm này, cái trong này thì đây như là Hải thấy là mới là trang trí đèn ở sau, ngày trước thì không thấy được như thế này, nhưng mà đến bây giờ nhìn này, góc này rất là đẹp luôn. Rồi khách sạn Mê Linh nữa, một cái góc view siêu đẹp luôn. Đây có một cái bar này thì cũng chưa đông lắm đó, tầm khoảng 10 giờ đêm thì rất là nhộn nhịp tại khu vực này. Đây, khách sạn Đồng Khởi. Giờ này thì mọi người đang đi ăn uống, chưa đi chơi mấy, khoảng 10-11 giờ đêm rồi đấy, thì lúc đấy thì đi chơi, đi dạo với đồng con sớm bây giờ nhiều. Cái tưởng mình là khách nước ngoài mời vào để chọn massage đấy. Bên này được khách sạn Mê Linh đẹp, Mê Ly xong đặt tên Mê Ly thì có đẹp hơn, đẹp dã man tại khu vực này. Du lịch cho mọi người thấy khách du lịch vào phía trong khách sạn. Đấy, bây giờ thì mình cùng xem có thể qua được chỗ tượng đài Đức Thánh Trần không nhá. Hải thấy mật độ xe lưu thông này rất là nhiều, mỗi lần qua đường này rất là khó luôn. Đây có vẻ lượng xa ít rồi, mình cùng qua nhé.
thực sự đi qua đường đây giống như kiểu thoát tim vậy ạ. Cuối cùng là mình cũng qua được một cái không gian đây đi dạo rất là đẹp, cực kỳ đẹp đó mọi người thấy, nhưng mà hơi vắng một xíu. Đây, phía bên này là tòa nhà Vietcombank, ở đây là cái khách sạn Hilton, một cái khách sạn khá lớn nằm trên khu vực này, khách sạn 5 sao đó mọi người, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa đưa vào sử dụng nha. Trong một tương lai gần thôi thì sẽ đưa vào sử dụng phục vụ cho du khách. Phía bên này là một hồ nước, và lúc đây tương đối là sạch mọi người, trong lắm, nhìn mình có thấy mới có thả cá không? Thả cá thì thấy cá luôn đấy. Đây, xa xa kia là ga tàu Bạch Đằng mọi người. Hôm nay là 9 giờ đêm thôi, nhưng mà tại mình bây giờ mình mà tới ga tàu Bạch Đằng là rất là đông. Mọi người muốn đi trải nghiệm, giá vé nó rẻ, giá vé 15.000 thôi, mình đi tẹt, đi gọi là hết cả tuyến tàu luôn đấy, hết có 15.000, giá rẻ bèo ấy. Trên tàu thì có phục vụ đồ ăn cho mình luôn đấy. Đây, bây giờ mình cùng về với con đường Hai Bà Trưng nha. Này thì không biết là có đường thế nào đây, vận động xe lưu thông rất là đông, hơi khó để mình có thể qua đường ở tại khu vực này. Lần qua đường rất là cực luôn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại công trường Mỹ Linh nha mọi người. Bây giờ ở về vào đường Hai Bà Trưng. Này nó hơi tối nhỉ. Khung cảnh ở đây thì nó hơi tối một xíu, nó thiếu bóng đèn đấy. Ê, thực sự là dạo này Hải hơi bận một xíu nên không có thời gian mình quay ngày luôn, chưa quay đêm để gửi tới mọi người về cuộc sống nhộn nhịp về đêm tại Sài Gòn thôi. Nhiều khi Hải cũng muốn quay ban ngày lắm nhưng mà thực sự không thể quay được, thì mình không có thời gian luôn á. Có đêm này tranh thủ gọi là trốn vợ đi quay một xíu. Chứ nó khỏi cái niềm đam mê thôi chứ cần doanh thu thì đôi khi mình không quan trọng cho lắm. Ở đây là con đường Mạc Thị Bưởi giao nhau với đường Hai Bà Trưng nha. Cái bên này là cái chung cư Phúc Lộc Thọ mọi người, nhưng mà giờ này giáp biển trang trí cho thuê. Chỗ tập kết rác cái nhà hàng giáp biển cho thuê để trang trí, nói chung là không sử dụng nữa. Ở tiếp theo đấy mình tới với con đường Đông Du giao nhau với đường Hai Bà Trưng. Con đường này thì tương đối là nhiều
quán vỉa hè mà rất đông khách, nhưng mà giờ này thì mình cũng đi vào trải nghiệm một cung đường khác để mừng mừng xong. Bà chú đang nhậu hết cần két bia rồi đấy. Cái đường mọi người thấy trên đường cũng có Sài Gòn chia, có mấy cô gái xinh đẹp lắm đang ngồi ngay có đường. Các cái nhà hàng hôm nay cũng khá là đông khách, nhưng mà những cái hàng ăn uống ui dồi dào kìa. Anh vào nhậu gì mà nhậu lá ghê vậy. Rất là đông nha. Đây mọi người, phía bên này là một khách sạn 5 sao lớn, nằm trên hộp trường Lam Sơn, rất là đẹp luôn. Đây thì giá tiền thuê tương đối là cao. Chọn khu vực này chỉ dành cho những người có điều kiện thu nhập cao, ứng đây, rất là đẹp luôn. Đây này, quán góc nhậu với hè đây mọi người, đông khách lắm. Thế bây giờ là mấy giờ đó? Xem xíu đấy, mình phải đi về. Hôm nay 8:36. Đông. Thank you.
thấy nó tình hình ăn nhậu cuối tuần đá không? Đấy, có gia đình các bạn bè rất đi ăn nhậu cuối tuần. Một tuần làm việc thì vất vả rồi, chỉ có những cái thời gian cuối tuần thì mình có thể dành cho gia đình thôi. Đấy, thì bây giờ hãy đi qua khu vực Vincom này để quay cho mọi người xem nha. Vincom Center. Tối hôm nay thấy rất là nhộn nhịp và đông tại khu vực Vincom mà. Mấy chú chạy xe ôm rất giỏi tiếng Anh nhỉ.